Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Duyên Lỡ Người Tiên. Lương Hữu Tài, người huyện Sơn Tây, trôi nổi xuống Tế Nam làm nghề bán hàng vặt. Chỉ có một thân một mình, không có vợ con, điền sản gì cả. Hôm đó Tài theo người lối xóm lên núi Đại chơi. Khoảng tháng tư người ta lên núi Đại lễ bái rất đông. Lại có vô số mụ đồng thường đem hàng chục, hàng trăm đệ tử quỳ lung tung trước bàn thờ thần, cứ xem nhang cháy làm ngữ gọi là quỳ nhang. Tài thấy trong bọn có một cô chừng 17-18 tuổi, rất xinh đẹp, lấy làm khoái ý, liền giả làm khách đi lễ, mon men đến cạnh nàng. Lại giả vờ mỏi gối cho nên vịn tay vào chân nàng. Nàng quay lại, nét mặt giận dữ rồi bỏ ra xa. Tài lại bò đến gần, giây lát thỏ tay vịn cẳng nàng như trước. Nàng đứng phắt lên không quỳ nữa, ra cửa chùa rồi đi. Tài cũng đứng dậy theo hót nhưng không biết nàng đi đằng nào. Lòng đã thất vọng, buồn bã ra về. Giữa đường thấy nàng đi theo một bà già, hình như là mẹ. Tài xảo bước đi theo, mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Bà già nói, con chịu khó đi lễ Phật như thế là phải lắm. Con chẳng có em trai em gái gì. Chỉ xin Phật phù hộ cho con lấy được thằng chồng xứng ý. Miễn là hiếu thảo, không cần phải con nhà giàu sang. Tài nghe mà mừng thầm, dần già đến bên kiếm chuyện hỏi bà cụ. Bà cụ nói mình là họ Vân, còn nàng là Thúy Tiên. Nhà thì ở Sơn Tây, cách 40 dặm. Tài nói, đường núi thì hiểm trở khó đi. Cụ thì già yếu, cô gái thì mảnh khảnh thế này, thì làm sao mà lên tới đỉnh núi được. Trời đã xế chiều, mẹ con cô gái định ghé vào nhà ông cậu nghỉ nhờ. Lúc nãy nghe cụ nói muốn kén rẻ. Nếu cụ không chê tôi nghèo hèn, vậy tôi cũng chưa có vợ, cụ xem có ưng ý hay không. Bà cụ hỏi nàng nghĩ ra sao. Nàng chỉ làm thinh, hỏi đi hỏi lại đôi ba lần, nàng mới nói, chàng ta kém phúc đức, lại chơi bời mất nết. Con người khinh bạc ấy dễ cháo trở như bàn tay. Con không thể làm vợ một anh chàng như vậy được đâu. Tài nghe choáng người, vội vàng bày tỏ lòng thành và trỏ mặt trời thề thốt. Bà cụ vui mừng nhận lời, nàng thì vùng vằng ra vẻ rầu rĩ. Bà mẹ lại dáng vỗ về cho nàng vui lên. Tài ân cần xách hộ hành lý hai mẹ con. Thấy hai chiếc kiệu núi đi tới, Tài liền thuê cho hai mẹ con ngồi, còn mình đi bộ theo sau, như cách tôi tớ vậy. Đến khúc đường nào gập ghềnh khó đi, chàng lăng xăng thét bảo phu kiệu không được lắc mạnh, làm bộ chăm chút tử tế lắm. Không bao lâu đến một xóm, bà cụ bảo đây là nhà anh trai, mời Tài cùng vào. Có hai ông bà già ra đón, bà cụ gọi là anh là chị, lại giới thiệu Tài với hai người. Còn rể tôi đây, vừa vặn hôm nay tốt ngày, chả phải kén chọn xa xôi, lấy ngày đêm này cho hai đứa cháu thành lễ. Ông cậu cũng mừng, dọn cơm rượu thết Tài xong. Thúy Tiên mặc áo cưới, bước ra cùng làm lễ thành hôn. Chàng quét giường, hối vợ đi ngủ, nàng nói, tôi vốn biết anh bất nghĩa, chỉ vì mẹ tôi bắt buộc nên phải lấy anh. Nếu anh tu tỉnh làm người tử tế, thì vợ chồng chung sống với nhau, khỏi phải lo gì. Chàng vâng dạ nghe lời. Sáng hôm sau thức dậy, bà cụ bảo Tài về trước, sẽ dẫn vợ chàng đến sau. Chàng về quét dọn nhà cửa vừa xong, thì bà cụ với nàng đến. Bà cụ thấy căn nhà trống trải, nói, như vậy thì vợ chồng bay làm sao mà sống, để ta về ngay, giúp đỡ cho vợ chồng chút ít cho đỡ khổ. Bà cụ nói rồi đi liền, hôm sau lại đến, dắt theo mấy đứa tớ trai hầu gái, cùng chén bát y phục các thứ, xếp đầy một nhà rồi tất tả đi ngay, chứ không ăn cơm. Chỉ để lại một đứa hầu gái phục vụ hai vợ chồng.
Từ đó, Tài có cuộc sống lo đủ sung túc, ngày ngày A-dua đàn đúm với bọn vô lại, uống rượu và đánh bạc. Lần hồi ăn cắp cả hoa tai châm vàng của vợ đem bán để quăng vào đỏ đen. Nàng khuyên bảo lời hơn lẽ thiệt cũng không nghe, nên rất buồn lại xót của, chỉ lo ôm giữ Dương Tráp như là phòng bị giặc cướp vậy. Một hôm tội cờ bạc đến nhà chơi, thấy nàng xinh đẹp, lấy làm kinh ngạc đùa giỡn bảo Tài. Chú mày đại phú quý, còn lo nghèo túng nỗi gì? Tài nói, phú quý ở chỗ nào? Bọn bạn cờ bạc nói, vừa rồi thấy mặt vợ chú đẹp như tiên ý, mà già đạo lại không thuận với nhau. Nếu mà đem bán cho người ta làm hầu thiếp, có thể được bạc trăm đấy. Mà bán cho nhà chứa thì được bạc ngàn. Đã có bạc ngàn trong nhà thì còn lo gì nhậu nhẹt cờ bạc không có tiền chứ. Tài không nói gì, nhưng trong bụng cho là phải. Bữa đó đi chơi về, thấy vợ, Tài than vắn thở dài, chốc chốc lại kêu nghèo quá, không biết làm cách nào mà sống. Nàng chỉ làm ngơ, Tài lại vỗ bàn và ném bát đũa, gắt mắng con ở, làm đủ các trò gây gổ để nàng ghét. Một buổi chiều kia, nàng tự mua rượu cho uống, rồi thừa dịp nói chuyện nhà. Mình vì sự nghèo túng, ngày đêm lo nghĩ nát ruột. Em cũng chẳng có cách gì để mà thoát nghèo được. Chia lo sẻ buồn với mình thật là khổ thẹn. Tiếc là em không còn có món gì đáng giá. Chỉ có con bé này, hay là mình đem bán phát nó đi, lấy ít tiền qua ngày vậy. Tài lắc đầu nói, hài, thứ đó thì được bao nhiêu tiền, có đáng gì mà bán. Nói xong lại ngồi gật gù uống rượu. Giây lát nàng nói, thiếp đối với chàng có tiếc gì đâu, chỉ khổ là đã không còn gì để mà bán. Nghĩ lại cảnh vợ chồng ta nghèo túng xác xơ thế này, nếu mà cứ ôm lấy nhau mà chết thì thật là khổ mãi. Chẳng có gì để mà mở mày mở mặt với đời, chỉ bằng chàng đem thiếp đi mà bán cho nhà giàu sang nào đó thì cả hai vợ chồng cũng đỡ khổ. Bán thiếp thì chắc được món tiền hơn con ở nhiều đấy. Tài làm bộ kinh ngạc, trách vợ sao lại nói tới chuyện quái gở ấy. Nhưng nàng cứ nằn nỉ mãi, chàng mừng thầm mà nói, thì để tôi tính xem sao. Ngay hôm đó, chàng đánh tiếng cho một nhà cũng gọi là giàu sang trong miền để bán vợ vào phường hát. Nhà giàu ấy đến nhà Tài trông thấy nàng ưng ý ngay, lại sợ không mua được nàng, liền buộc Tài làm tờ thỏa thuận ngay. Ngã giá 800 quan tiền, thế là xong việc. Nàng nói với chồng, mẹ em thấy nhà chàng nghèo quá, cho nên thường xuyên lo nghĩ săn sóc. Ngày nay như vậy là tình nghĩa dứt rồi, em phải sửa soạn về thăm mẹ một chút. Và lại, chàng với em đoạn tuyệt, lẽ nào chàng không đến nói qua cho mẹ hay? Tài sợ bị mẹ vợ ngăn trở, nhưng nàng nói, tự em tình nguyện để cho chàng đem bán cơ mà. Chàng cứ đi đi, thiếp cam đoan không có việc gì xảy ra đâu. Tài yên lòng bèn cùng nàng đi. Gần nửa đêm mới đến nhà mẹ vợ, gõ cửa bước vào thì thấy lâu đài ngang dọc nguy nga, tôi tớ đi lại tấp nập. Nguyên là từ hồi Tài lấy vợ, thường muốn đi thăm nhạc gia, nhưng vợ cứ ngăn lại. Thành ra hơn một năm chưa đến thăm nhạc gia lần nào. Hôm nay đến trông thấy nhà cửa đổ sộ, hết sức kinh ngạc. Bụng thầm nghĩ, một nhà giàu có thế này tất không chịu cho con gái đi làm lẽ người ta đâu. Tới khi nàng dẫn chồng lên lầu, bà cụ trông thấy sừng sốt, hỏi vợ chồng có việc gì dắt nhau đến đây. Nàng nói với giọng oán trách, con đã từng nói, hắn là người bất nghĩa, nay đã chứng minh được điều này. Vừa nói, vừa móc trong túi ra hai thỏi vàng, đặt trên bàn và nói tiếp. Cũng may mà của này hãy còn, không bị tên tiểu nhân lừa gạt mất. Giờ con xin trả lại cho mẹ. Bà mẹ sửng sốt, hỏi vì cớ gì, nàng đáp.
hắn muốn bán con đi. Con có giữ vàng cũng vô ích thôi. Rồi chỉ vào mặt Tài mà nhức mắng. Đồ chó má đều cáng. Lúc trước y chẳng qua chỉ là người bán hàng xong. Mặt mày nhem nhuốc như quỷ sứ. Mới đến gần, chỉ thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hôi hám. Bụi bặm cáu ghét, tay chân thì chai dày một tấc, khiến người ta suốt đêm muốn nôn mửa. Từ hồi tôi về nhà anh, ngày hai bữa anh chỉ có việc ngồi ăn sung sướng, mới lột được lớp da quỷ sứ đi. Có mẹ làm chứng đó, tôi có nói oan cho anh đâu. Tài cúi mặt lặng thinh, nàng nói tiếp. Tôi không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà làm hầu thiếp hạng quý nhân. Nhưng mà những người đàn ông như thế còn xứng đôi phải lứa với tôi hơn là anh. Anh thử nghĩ xem, tôi có làm điều gì lầm lỗi mà anh định bán tôi đi. Không nghĩ đến chút tình vợ chồng bấy lâu, có phải tôi không có của để mà mua nhà lầu ruộng tốt được đâu. Nhưng tôi chỉ nghĩ anh là đứa bội bạc, tướng ăn mày, trước sau rồi cũng phải chia lìa, chứ không thể sống được với nhau đến đầu bạc răng long. Lúc nàng hỏi tội Tài, lũ con hầu đứng vây xung quanh đều phỉ nhổ mà nói. Giết phẳng nó đi, chứ trách mắng làm gì cho tốn hơi ra. Tài sợ quá quỳ mọp dưới đất, thề đã biết ăn năn hối lỗi. Nàng càng cáu thêm. Đem vợ con đi ở đợ làm mướn cho người ta đã là độc ác lắm rồi. Sao anh còn nỡ lòng đem người bạn đầu gối tay ấp gạ bán đi làm gái lầu xanh? Nàng nói chưa dứt lời, mọi người đều nghiến răng trợn mắt. Kẻ rút châm cài đầu, người chạy đi lấy dao, thi nhau đâm túi bụi. Tài kêu cứu, nàng ngăn cản mọi người. Thôi tha cho nó, tuy nó bất nhân, nhưng ta không muốn trông thấy cái bộ tịch nó run sợ như thế kia. Nói đoạn cùng mọi người xuống lầu. Tài ngồi sỏng tai nghe ngóng một lúc, thấy yên lặng, bèn muốn lẻn trốn. Bỗng ngửa mặt trông trời, thấy phương đông đã hửng sáng, cảnh sắc mênh mang. Đèn cũng vụt tắt, té ra không có nhà cửa nào hết. Mình đang ngồi trên vách đá, chót vót, nhìn xuống dưới là vực sâu thăm thẳm. Tài hoảng hồn, sợ ngã xuống thì tan xương nát thịt. Hơi cựa mình, nghe một tiếng rầm, hòn đá chàng ngồi lăn xuống lưng chừng núi, khiến chàng ngã theo. May mà có cây khô chắn ngang, không rơi tuột xuống vực. Chàng nằm vắt trên cây khô, tay chân chẳng có chỗ nào bấu víu. Nhìn xuống thì sâu thăm thẳm, không biết là bao nhiêu trượng. Chàng nằm im thin thít, không dám động đậy, mình mẩy xây sát khắp nơi. Không còn hơi sức, chỉ còn đợi chết. Mặt trời lên cao mới có người kiếm củi trông thấy, liền chạy đi kiếm dây, thòng đưa chàng xuống. Đặt trên tảng đá thì Tài chỉ còn thở thoi thóp, họ khiêng Tài về nhà. Về nhà thì nhà cửa trống hoang như ngôi chùa đổ, ghế bàn giường chiếu cùng các thứ lặt vặt khác đều biến đâu mất, chỉ còn trơ lại chiếc chõng rách và cái bàn mục là đồ cũ của Tài hồi xưa. Tài nằm tiêu nghỉ một mình, mỗi ngày đói bụng thì bỏ sang hàng xóm xin ăn, thân thể lở lói gớm ghiếp. Người làng vốn ghét nay đều mặc kệ, chẳng ai ngó ngàng. Tài hết kế sinh nhai, bán nhà đi vào ở trong hang núi. Ngày ra đường xá ngửa tay ăn xin, luôn luôn có con dao đem theo bên mình. Có người khuyên hắn bán dao đổi lấy cơm gạo chẳng hơn sao. Tài lắc đầu và nói, tôi ở núi phòng hùm bèo, cầm dao để tự vệ. Sau gặp thằng bạn ngày trước khuyên mình bắn vợ, Tài đến gần làm bộ năn nỉ, rồi thừa cơ rút dao đâm nó chết. Quan bắt giam vào ngục tối, rồi xét rõ sự tình nên không nỡ tra tấn. Chỉ giam vào ngục được ít lâu thì Tài ốm chết.